Nông nghiệp hữu cơ là hòn nông nghiệp xét dần mở, mi ó cùng nhằm biến mở, men văn cùng hòn xét dần giúp phán đỉnh mương lung. Khám cài gian chơ, nông nghiệp hữu cơ lưng chơ mà phe bơ bưng tổ chức nông nghiệp hữu cơ ấn. Lông dây dần này phân lại là sủ khốn xà hữu cơ, sơn khỉ khốn cáp sắt dính, bột đúc đảo, cỏ mẩy, hứ co diệt hở đình chăn đì, té bưng nhóm cỏ bú ấn. Nhân lo báu sủ dũng giả bày trước cỏ bú, cánh chấp nam đì bưng quy trình kỹ thuật cùng dây dần nông nghiệp. Thay nì rú bưng tỉnh tỉnh nguyên, nông nghiệp hữu cơ hứa co to lung hữu cơ, có đánh nắp dệt rú chưa tặng cỏ bú cốt chính sơn cà phê mát bít, cánh cửa đầy lại lang đi. Anh đi lo sồn cà phê cài hết tan nưng gọn cho hơn thầu hờ bem buôm răng rú xá Ia Tu thành phố Buôn Ma Thuật tỉnh Đắk Lắk. Té chơi cho hơn thầu hợp em xung khẩu hấp tác xá dây dần cà phê hừng hy to lông hiếu cờ, xôn cò lưng cắm khèo, báo trò bùng mén cánh bít đầy lại má, nhất lo đình cùng xôn chơi đợi cọ phùng, báo khèn bé sân cớn. Cho hơn khỏi bú cà phê tép, bì băn hưng cỏ hói cỏ xếp xí, ha va, té lúc làm đủ, cáo ké, cà phê có bóng mạp pe. Khói hình bom me xung khẩu hấp tác xá đầy on chỉ làm đủ cà phê hữu cờ cò đầy trứng nhắn xôn cà phê mà bé tay tinh hơn ca con đầy đi hơn xung hơn sơn hòn khói có xung tạo điều kiện cho bà con đầu vào cũng như phân bón được mua và mở khỏi gót ta khúng ngay đi hở bom me năm dệt sưng khún già tập tư hở bom me lông hù, bú bồng, choi giờ bom me, cùng dây sờn, nhất lo bom me, khai đầy cà phê, cắp ca sùng. Bạch cô ké bom me có nhăn báu quen khới sơn hẳn, ngắm hợp tác xá, dệt phê toi mô hình, sơn hẳn, mời bom me, khảo dết có chi bót lại ra cha, lăng hẳn bom me có hù chèn, lèo khảo dết hợp tác xá. Con rất là hỡi mà bây giờ cũng muốn làm đơn xin vào tất cả. Tòi tổ số sòn hôm tên cá phùng tỉnh huyền khai mê giáo hà hói bè xíp bắn hết ta cà phê má pít pít đầy cài nâng phải giảm triệu tấn biển nâng cà phê mi ó phùng đèn tin mi nà rú bè xíp quốc gia cánh phùng lãnh thổ rú châu lục cất áo lông hiệp thù mọi bì giáo sòng phải hà tỷ đô la Mỹ. Khuôn hì có hư hình, cà phê rú tẩy nguyên vào trùng. Cánh Việt Nam có đầy mức no hủ họt, tà va cắp bưng bón sử khai trưng. Trời hài nhất dương châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, ngành cà phê có biến thái dết to lung, hữu cờ. Đối các bưng cỏ bú, cốt khé cây nghỉ dương cà phê, mapit, có cần mà pe to lung hữu cờ. Ăn ăn lầu khu ngay đi, vậy hờ bưng tàng trương khòn chất lưỡng dùng, pe sờ cánh tinh ăn. Cô khẽ mở khỏi con mà pe to lông hiếu cờ, lăng nằn, có năm dệt bón năm kìn đình số pe sờ. Ta ó trương khòn, đại trương nhắn là hiếu cờ. Chơ mi trứng nhắn hiếu cờ mở khỏi co khải tàng trương thì tòi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tại đình xét dần hiếu cờ giúp Việt Nam lân té cài hạ xếp giảm băn giảm hỏi hecta bị dòng băn bảy xếp hốt khẩn cài sòng hỏi giảm xếp chết băn hecta bị dòng băn bảy sao khai thì tên cam hướng còn mi giáo xi xếp hốt cùng tên cá hút xếp giảm tình đang năm dệt cánh bị ó ha phóng xét dần nông nghiệp hiếu cờ dấu bưng tỉnh tây nguyên các bưng khủ đi mà đảm đình khi phá bưng bì chậm đi có cất bình bưng mô hình xét dần nông nghiệp hữu cờ to lông hữu cờ cắp tà đình khẩn hàng zip hecta bưng tỉnh tây nguyên có men văn cùng về mạp pe nông nghiệp hữu cờ sơn map pit cánh chu tàng bác hòm ấn đình đòn khi phá có mở khỏi có báo cáo cắp bưng khủ đi khoảng nông nghiệp hữu cơ. Khu hới hình, các bưng làng đi cất đẩy mắc kinh tế cánh nhất lo bón nằm kiền tiền rú, gian cảnh ba có mít lại hợp tác xá cánh cho hơn dần, nắp dệt mô hình, nông nghiệp, hữu cơ, hứa co ta lông hữu cơ.
Ta va khai nghị đánh nông nghiệp hữu cơ dân tờ bằng tiêu chuẩn nào tờ bò hai mê na nhăng lút thiếu lại lông hủ. Bờ dân hẳn, trong cai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có minh năng gam các chính phủ đánh ó đề án mà bên nông nghiệp hữu cơ dân bị dòng văn bài sao hoặc bị dòng văn bài giảm xíp đầy phê duyệt. Lùng on chỉ chung khẳng đề án là sức tầm mà pe lau hoặc ngành nông nghiệp tơ lông nho dùng ca con cánh mà pe hưởng hy với năm dệt bưng chương trình nông vốn quốc gia cánh bính khải mê hèn mà nông nghiệp hữu cơ khẳng bưng vùng cánh địa phương hôm phân nho dùng chân hay khẳng đa dệt ó khẳng Việt Nam cùng hoặc nông nghiệp mưng nó. Từ tên nắn, Âu Việt Nam cất bình quốc gia mi lông dê dần nông nghiệp hữu cơ bòm cắp bưng mưng ứng. Cánh trà rất hở để ăn ní, khu nì cần năm dệt lò tâm tét trên báo bó giòn mà nông nghiệp hữu cơ. Cần năm dệt đi về trên báo bó giòn hào quân dân doanh nghiệp hủ đầy khu nì khoang nông nghiệp hữu cơ. Vậy hào bó mẹ hủ đầy trắng thoát ngân ó năm dệt nông nghiệp hữu cơ. Thay thì về mặt bên nông nghiệp hữu cơ số Tây Nguyên bóc rút to cùng với dệt dần ó tảng chân hai khẩn na dân cà phê mắp bít càng cao nhằm cùng dệt ó bác hòm mắp méng còn đang mạp pe. Cáp lông trang dệt dần cài xếp bì dệt ó bác hòm pe rằng du Đắk Lắc, công ty trách nhiệm hữu hạn Nico Nico Piasai là đơn vị cốt ké dùng mô hình dệt dần hữu cơ hỏi phân hỏi quy trình khẩn Nhật Bản. Cáp lông bùn dệt ó chu tàng bác hòm hữu cơ báu tại bàn hoạt cảo hãnh khoang phủ cuốn doanh nghiệp còn năm dệt đi phân quy trình dệt dần nông nghiệp hữu cơ té về dệt bố bồng hiệp thù cánh báu sử dụng giả bài trước cỏ bố dân hành chu tàng chân khoang Nico Nico Iasai lưng đầy cuốn sử dụng mặc lơ tròn tạp ba ca sồng hơn cốp sòng hoặc giảm tơ bưng tàng chân ấn. Bác hòm ni đầy sở chế toi quy định cánh từng lại khoang công ty áo ó đôi cáp chú tàng bác hòm tôi yêu cầu quy chuẩn mở khỏi con năm dệt tôi yêu cầu của nó về lá về thân và về độ dài sau theo nó có quy chuẩn và dựa theo quy chuẩn đấy để sơ chế tất cả các sản phẩm rau của công ty tinh mét chú tàng bác hòm không mở khỏi con dệt tơ lông hữu cơ hava nhằm bao mít chứng nhắn mở khỏi con tạm rằng là lông hữu cơ thôi. Tà ba cơ đại lắc đi khoảng nông nghiệp hữu cơ cất hờ đối cáp dệt dần còn lại hà ba chủ địa phương xuống băng hầu cùng thành mi tỉnh huyền trắng năm dệt xuống băng mô hình to lông hữu cơ bờ vài mi chân nhắn hờ bưng tàng chân nghỉ cần năm dệt tránh thí bằng quy trình kiểm định chất lượng chu tàng chân cơ đại chuẩn quốc tế sơn organic cánh bằng quy trình khẩn tổ chức băng nò tạt ó là địa phương on quốc gòn tinh cam mướng mà dệt dần nông nghiệp sủ công nghệ dùng hava khai nỉ lầm đồng còn mi số nói doanh nghiệp cất đầy lúc ổn nỉ vậy cất đầy chứng nhánh hữu cơ mở khỏi co mi bưng tổ chức mướng no mi lang tiền chơ nhận danh chứng chỉ organic thứ nhất lo ngân tiên mi ó chứng chỉ có sùng thứ sòng là dệt dần cho chấp năm men tay chứng chỉ bòm cặp nắn về khải tàng chân khoảng dệt ó là khu để bưng doanh nghiệp dệt dần pe sờ nông nghiệp hữu cơ hơi có tơ lông hữu cơ rút tây nguyên bùng chờ bờ vài đầy công nhận là tàng chân hữu cơ chi mét lại ngân sừng hành ca con khẳng chu tàng chân nghỉ chi lớn khẩn pe cắp chu tàng chân ứng cùng chân lăng áo sổ súng chu tàng chân đi khẩn quân dần nhằm bóp lại nhất lo cùng nham mân hào vỏ rừng cánh tên ca mức vỏ trùng đang cho tết ban bờ bệnh ha cổ viết xếp cầu khu đi có rất hở với khải tàng chân hiếu cờ hứa co tay lung hiếu cờ có đầy son lúng. Hào cho mi bón khải ca con tên tên trông hong cứ đầy lắc tì khẩn bó hay mê na sân hành hào cho ta ó bón khải hỡi chú tàng chân hay khoảng na to lung nông nghiệp hữu cơ hao cỏ hủ xiềng mi hủ xiềng khoảng nông nghiệp hữu cơ học Việt Nam tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ nó rất là cao và nếu mà chúng ta áp dụng đúng như thế thì nó rất là khó để áp dụng ở Việt Nam là doanh nghiệp các địa phương và bà con nông dân chúng ta phải doanh nghiệp bưng địa phương cánh bao hay mena cần hủ chảnh đầy chút năng về cánh ký chào bưng lông bùn khoảng chân khoảng rét ó
từ tên hắn hao trắng rét dần, bảy chữ chế biến, xuất khẩu, dân đờ hờ tết tinh, bưng lăng áo, tạt ó, dân hẳn trắng bà bè đẩy. Chỉ như thế thì chúng ta mới phát triển thị trường và giữ được thị trường một cách ổn định và bền vững. Tây Nguyên, các vùng đình, chân ngam, khi phá, chọc khỏ, vậy mà pe có công nghiệp hừng mử. Cánh chu tàng có kiền bá thác hòm chất nước rồng, anh thì chính là khu vậy mà pe nông nghiệp hữu cơ. Vậy mà pe nông nghiệp hữu cơ, gian bày nả, ngành nông nghiệp không bưng tình Tây Nguyên, cần tăng tánh bưng đề án, tranh thí vậy mà pe mô hình xét dần hữu cơ. Bòm nặn, ta ó kế khai đầy khu, khai trương khoảng rất ó. Bòm cắp nắn, giúp làm năm dệt cơ đại lắc để đề án hòn nông nghiệp, nho dùng ca con, cánh chu tàng trương khoảng nông nghiệp, rú bưng địa phường, khẽ hà phê xê sơn hữu cờ cơ đại chuẩn, cánh mi chương nhắn xung xuất khẩu, non nằn, trò phiên mẫu cùng lang xê sơn, nho dùng chất nước, nêu trước quân dần xung khẩu, bưng lông xê sơn mẫu. Mì đầy sân hẳn, hòn nông nghiệp, hòn bưng tỉnh Tây Nguyên, trắng mà pe hừng hy, cùng gian bảy nả.